lắm. Bạn đã theo dõi giải vô Việt Nam hè thành phố Hà Nội năm 2020 diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Văn Phượng. Tốt. Hay lắm. Trận đấu. Hay lắm. Trận đấu này là diễn ra rất tốc độ cao. Tốt, một đá chân phải để đá phải xanh. Tốt, một đá chân phải để đá phải xanh. Hai thi đấu đang rất tích cực. Rất mạnh của góc này xanh. Trọng tài nhắc nhở. Ông buồn ngủ. Cái nào đánh nó phải vào góc thì vậy. Trận đấu tiếp tục. Được tốt, bàn phản rất hay của chân phải có bàn xanh. Được tốt, bàn phản rất hay của chân phải có bàn xanh. Xanh đã ra làm điên.
tốt, chân phải là rất hiệu quả đài xanh. Tốt, chân phải là rất hiệu quả đài xanh. Rất uy lực của đài xanh. Với tỷ số 5-0 và đội viên rất xanh với nguyên bố thắng cuộc vòng trong.